coi nha. Đây là những nhà thuốc nam từ thiện các bạn. Đó là toàn là nhiều thuốc đó các bạn. Mấy ngày bao nhiêu có tình nguyện phơi thuốc nam các bạn. Đây là những viên thuốc thành phẩm này các bạn. Này thuốc bà tử, thuốc tán. Này thuốc bà tử thì gì không biết. Này thuốc bà tử thì à? Mất gan hả? Tử nhà đó, tử nhà đó. Thấy giống viên thuốc bà tử mình hỏi vậy. Chị mua có gì đâu rồi. Chị mua gì, coi coi giờ mình ra đây. Đóng này rồi, mà đóng này mua đưa này nè. Nè, giờ đi. Không biết giờ hay vậy? Không biết nè. Giờ đây, còn liên qua đó. Gì con lấy nè. Con lấy gì thì cái gì nè. Chở rồi mới tư đưa nè. Dây dạ. Đây là thuốc cho đẻ nè các bạn. Bao. Dịp Hà Châu à. Thank you.